Xin chào tất cả mọi người, Billy Nguyễn đã trở lại và sẽ bại hoại hơn xưa. Cái video này nó sẽ rất là mờ và nó sẽ có rất nhiều hột noi bởi vì được quay ở chế độ khung hình rất là thấp, chỉ có HD mà 30 frame. Em sẽ cố gắng làm hậu kỳ để kéo nó về 4K 60 frame. Để gỡ được phần nào thì gỡ chứ nghĩ là chắc cũng không có được. Một xíu nữa sẽ có rất nhiều cảnh quay nhạy cảm và phải xin phép tiếp viên hàng không. Nhưng mà trước tiên phải quay ở tốc độ khung hình rất là thấp để kiểm soát được độ nóng của điện thoại. Lúc này em đang trên đường đi vào sân bay Tân Sơn Nhất để bay về Mỹ. Em sẽ cố gắng review chi tiết nhất có thể về cái cuộc hành trình này để gửi đến tất cả mọi người. Và đặc biệt là có một số cô chú anh chị thường hay hỏi là đi bay thì nó làm sao. Hôm nay sẽ cho mọi người xem một cái cuộc hành trình bay từ Việt Nam sang Mỹ nó như thế nào. Lúc này ở Việt Nam là 4 giờ mấy sáng, ngày 4 tháng 8. Chúng ta sẽ bay trên bầu trời một ngày và một đêm. Nhưng mà khi đến Mỹ là chúng ta đến ngày 4 tháng 8, cũng là buổi sáng. Nó giống như là xuyên không trong những bộ phim viễn tưởng vậy đó mọi người, quay ngược lại thời gian. Xin mời cô chú anh chị và các bạn theo dõi cái cuộc hành trình này. Ở đây là sảnh đi của sân bay Tân Sơn Nhất. Và cái sảnh đón là nó nằm ở dưới. Phía trước mặt mọi người đó là một cái bảng điện tử. Nó báo hiệu những cái ký hiệu của máy bay đến và máy bay đi. Cái chuyến bay của em sẽ khởi hành vào lúc 7 giờ sáng. Tuy nhiên là em đi sớm trước khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ để làm thủ tục. Lúc này rất là sớm, tuy nhiên là mọi người đã tập trung ở sân bay rất là đông rồi và họ đang xếp hàng rất là đông. Hầu như ai cũng sợ trễ chuyến bay cho nên họ đi rất là sớm. Tuy nhiên đi rất là sớm mà mọi người có thể thấy ở phía bên trái. Đây là cái hạng bay của những khách hàng có hạng vé bay là hạng economy, hạng thường, hạng VIP. Họ sẽ xếp hàng rất là dài. Họ sẽ đi theo những cái đường zigzag đi qua trái qua phải rất là nhiều để có thể vào bên trong ký gửi hành lý. Nó rất là lâu. Đó là cái lý do tại sao mà tất cả mọi người phải đi sớm là nó vậy. Những khách hàng có vé bay là hạng thương gia, business, sẽ có lối đi riêng ở phía bên phải và đi thẳng vào luôn, chứ không có phải xếp hàng. Ở đây là phòng chờ của những khách hàng hạng bay, thương gia. Để được vào bên trong, thì đến ngay cái quầy, họ sẽ check cái hạng vé của mình. Rồi sau đó mình sẽ vào bên trong thôi. Ở bên trong phòng chờ business thì nó có view rất là đẹp, có thể nhìn thấy được đường băng và có thể thấy được chiếc máy bay mà hồi nữa mình sẽ bay ở trên đó. Có cái view rất là đẹp. Khu vực này để cho khách hàng nghỉ ngơi và có thể ăn uống ở trong này. Chuyến đi này em đi cái hãng ANA, một hãng bay 5 sao của Nhật Bản. Nghe tới người Nhật là thấy một cái sự chỉnh chu trong công việc. Đồ của người Nhật sản xuất thì xài rất là bền, cũng như là nó chất lượng rồi ha. Cho nên là ở trong này đồ ăn sẽ rất là ngon. Tất cả các đồ ăn ở đây thì đều được miễn phí hết. Mọi người muốn ăn gì thì cứ ăn thôi. Ăn theo hình thức của buffet. Mình cứ đến mình gấp, mình muốn ăn gì thì gấp cái đó. Bởi vì một cái vé bay hạng thường á, nó tùy theo từng thời điểm, là cao điểm hay là không có cao điểm. Một vé bay hạng thường của hãng ANA đi, giá vé bay một chiều, chứ không phải hai chiều nha. Và lấy ví dụ, như cái tháng này là cái tháng của cao điểm, tháng của du học sinh, họ sẽ đi học sang Mỹ rất là nhiều. Cho nên mình mua vé ở cái tháng này giá nó sẽ rất là cao và nó rất khó mua. Mình phải đặt trước vài tháng mới có, chứ cận quá thì không có đâu. Nên là mua một vé thường ở thời điểm bây giờ thì nó khoảng 20 mấy triệu. Tức là nó khoảng hơn 1.000 đô một vé. Còn hạng business nó khoảng gần 60 triệu đến hơn 100 triệu. Tức là nó hơn 2.000 đô đến 5.000 đô. Chính vì cái giá vé nó cũng cao hơn so với hạng economy và hạng thường. Cho nên mình ăn uống ở đây nó miễn phí là điều rất là dễ hiểu. Với lại những khách hàng mà hạng thương gia thường là những người họ rất là tài giỏi. Vì họ tài giỏi cho nên họ có rất là nhiều tiền. Họ có địa vị xã hội. Trừ em ra nha. Em nghèo lắm, làm chỉ đủ mua cá khô với rau ăn qua ngày thôi. Cho nên cái cách phục vụ thì cũng sẽ gọi là phục vụ tận răng. Mọi người để ý thấy một số người họ ăn mặc rất là giản dị, mặc quần đùi hay là mặc đồ rất là đơn giản và rất giản dị. Trong nhìn thoáng qua thì có vẻ người ta hay gọi là bần á. Mọi người nghĩ họ nghèo là sai lầm chết. Mấy người đó mới là mấy người đại gia thứ thiệt đó. Ở cuộc đời mà người họ càng giàu thì họ càng giấu. Khi mà họ đạt tới cái tầm mà họ muốn mua cái gì cũng được á, muốn cái gì cũng có, thì đối với người ta vật chất coi như nó vô nghĩa rồi. Tất cả mọi thứ đều rất là bình thường, cho nên họ rất là bình dân. Giấc này cũng 7 giờ kém rồi, máy bay cũng sắp bay rồi, mà cái lượng khách hàng còn đang chờ ở bên kia rất là nhiều, đang vào check-in từ sáng đến bây giờ vẫn chưa xong. Hên là mình nhờ có một cái đặc quyền business, cho nên sẽ đi lối bên này để vào bên trong luôn, nó nhanh mà không phải chờ đợi. Bước qua cái chỗ đó là đến xe thang. Xe thang này nó sẽ được nối từ trong cái nhà ga đi ra đến cái cửa của máy bay để vào bên trong. Thường thì xe thang nó sẽ có hai lối đi. Một lối là dành cho hạng business, một lối là dành cho hạng economy và hạng thường, hạng VIP.
lối đi của hạng business á, là nó dẫn lên khoang đầu của máy bay luôn. Còn lối đi của economy, hạng thường, hạng VIP thì nó dẫn về khoang sau của chiếc máy bay. Còn nếu mà đi chung á, thì lại ngay cái chỗ của cái cô hướng dẫn á, là nó sẽ có hai lối, một lối lên trước, một lối rẽ về sau. Trong cái khoang này thì mỗi khách hàng sẽ được để sẵn cho một cái đôi dép, một tai nghe, một cái gối, một cái mền. Tất cả là đồ mới hết, khi nào mình dùng thì bóc ra. Đây là xe thang mà hồi nãy tất cả mọi người vừa đi ở trên đó. Lúc này thì mấy cô tiếp viên hàng không hạ mấy cái kệ tủ ở trên đầu xuống để cho khách hàng có thể dễ dàng đẩy cái hành lý xách tay của mình vào ở trong đó. Họ rất là tận tình. Khay hành lý nào mà khách hàng đã đẩy vô rồi thì họ sẽ kéo lên. Cái chỗ của khách hàng ngồi thì có bố trí sẵn cái đầu USB để có thể sạc điện thoại được. Và có những cái ổ cắm để có thể sạc được laptop. Và ở cái khoang này nó có một cái đặc quyền nữa là chúng ta có thể hạ ghế xuống nằm giống như một cái giường. Cái này nó rất là lợi thế bởi vì khi mà mọi người đi một cái đường rất là dài thì mới thấy được cái lợi ích mà nó mang lại cho mình. Phía trước là một cái màn hình thể hiện được cái đường bay mà mình sẽ đi ở trên đó. Mình sẽ đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Pleiku, về miền Trung, rồi sau đó bay sang Nhật Bản, rồi mới từ ở Nhật Bản, rồi bay một chặng nữa sang Mỹ. Chứ hiện tại bây giờ chưa có một cái chuyến bay thẳng từ Việt Nam sang Mỹ. Hơn nữa hiện tại là đang cao điểm, cho nên mua vé nó cũng rất khó khăn. Visa em thì nó cũng sắp hết hạn rồi, nên phải đi, chứ không cũng chưa đi bây giờ đâu. Mọi người để ý trên máy bay không có rèm, bởi vì bây giờ họ sử dụng vật liệu mới, cái kính đổi màu thay cho cái rèm. Kính này nó sẽ chuyển từ chế độ trắng, sáng sang chế độ hơi xanh và sang một cái chế độ đen thui luôn. Sau này những cái loại vật liệu này sẽ được phát triển rất là rộng rãi ở trong những cái ngôi nhà của mọi người luôn. Ưu điểm của cái loại kính này là nó rất là thẩm mỹ, đẹp, thay thế cho rèm. Nhưng mà khuyết điểm của nó là giá thành của nó rất là cao và chuyển chế độ từ trắng sang một cái chế độ đục, sang một cái chế độ đen thui, nó hơi lâu một chút. Tùy theo chế độ mà càng đen thì nó càng lâu. Lúc này đã đến giờ bay, xe thang bắt đầu rút ra và máy bay sẽ dè về phía đường băng. Khởi động và làm nóng động cơ phản lực. Sau khi khởi động 7749 kiếp thì lúc này nhân viên mặt đất vẫy chào và máy bay từ từ lăn bánh vào đường băng. Trong một cái sân bay thì có rất nhiều đường băng và có những cái ký hiệu khác nhau. Máy bay sẽ cất cánh ở cái đường băng nào thì cái đó là do bộ phận không lưu họ phân bổ. Mọi người nhìn phía bên trái nha. Máy bay đang nối đuôi nhau để xếp hàng rất là dài. Trước khi mà bay thì máy bay cũng phải xếp hàng rất là dài. Và cái lúc mà chưa bay á thì máy bay nối đuôi nhau và cứ tiến từ từ đi ra cái đường băng để xếp hàng, rồi sau đó mới bay. Ở đây là sân bay Tân Sơn Nhất, là một cái sân bay quốc tế lớn nhất của Việt Nam, có diện tích 850 hecta, là một sân bay lớn nhất Việt Nam về diện tích cũng như là công suất nhà ga, và là một cái sân bay có lượng khách lớn nhất của Việt Nam mình luôn, và nó còn nhiều cái nhất nữa. Tuy nhiên là cái gì đẹp mình nói, cái gì xấu thôi mình bỏ qua đi ha. Ở giữa lòng Sài Gòn mà có 850 hecta, một số tiền rất là khủng khiếp ở đây nha. Ở chỗ quận nhất em mua căn nhà có 100 mét vuông mà 18 tỷ. Với cái diện tích 850 hecta ở đây, tiền đếm chắc không có nổi. Đất Sài Gòn bây giờ tiền không à. Trước đầu máy bay mình hiện tại bây giờ còn 3 chiếc máy bay đang chưa bay. Bên kia là chiếc Vietjet kìa. Sau khi Vietjet bay thì bây giờ bắt đầu Vietnam Airlines là cất cánh. Rồi sau đó Bamboo họ vào cái vị trí đó, rồi mới đến lượt mình. 3 chiếc luôn. Cái đó là ở phía trước, còn ở phía sau là một nùi về sau á. Xếp hàng đông lắm. Trong cái lúc mà di chuyển từ nhà ga mà đi ra cái ngoài đường băng chỗ này nè, là động cơ phản lực không có hoạt động nhiều đâu, cho nên cái tiếng máy bay nó rất là êm, chứ cũng không có ồn ào gì lắm. Một xíu nữa mà nó cất cánh là đinh tai nhức óc luôn. Hồi nữa để cái âm thanh thật đó cho một số cô chú nào mà chưa có từng bay á, cho nó có cảm giác. Lúc này bắt đầu các cô tiếp viên bủa vây bốn phương tám hướng đi kiểm tra xem khách hàng đã thắt dây an toàn hết chưa. Vì là em thắt dây an toàn lúc mà vừa bước chân lên máy bay là em đã thắt dây an toàn rồi, cho nên cái cô tiếp viên đi ngang qua nở một cái nụ cười tươi lắm, chào nhẹ ăn cái nữa rồi tiếp tục công việc của cổ. Mọi người đi bất kỳ cái phương tiện nào thì mọi người cũng nên thắt dây an toàn vì nó đảm bảo cho mình.
Trong trường hợp mà xảy ra sự cố thì cái độ sát thương mà mình gánh chịu nó sẽ nhỏ nhất có thể. Cái đó gọi là bị thương do va đập đó mọi người. Máy bay vừa khởi động động cơ phản lực một lần nữa, rồi sau đó tiến vào vạch xuất phát. Và tiếp viên hàng không thông báo trên loa một lần nữa, để chắc chắn là tất cả mọi người đã thắt dây an toàn. Rồi sau đó, cất cánh. Cái video này được quay ở tốc độ khung hình rất là thấp, là cực kỳ thấp đó, cho nên nó rất nhiều hột nôi và nó sẽ rất mờ. Để cố gắng làm hậu kỳ để kéo nó ra thôi, chứ thật sự nó rất là xấu và rất mờ. Mờ nhất trong tất cả các series mà em đã từng làm. Video này được ghi hình ở tốc độ khung hình cực thấp, có thể kiểm soát được độ nóng của điện thoại. Đã xin phép và được sự đồng ý của tiếp viên hàng không nên mới ghi hình đoạn này. Không khuyến khích mọi người làm theo vì có thể dẫn đến mất an toàn bay. Khi máy bay đã lên được độ cao ổn định thì lúc này tiếp viên hàng không sẽ đi phục vụ thức ăn và nước uống cho khách hàng. Ở trên cái khoang này thì khách hàng sẽ có một cái thực đơn riêng và khách hàng có thể tùy ý gọi cái món mà mình thích. Khách hàng có quyền ăn không giới hạn số lượng, tức là muốn ăn bao nhiêu ăn đó. Và có thể uống tất cả các loại nước. Ở trên này có rất là nhiều nước, có cả nước trà, có sữa, có rượu, có nước ngọt, nước cam, ngũ cốc và rất nhiều loại nước khác nữa. Hãng bay này thì theo đánh giá thì em thấy thức ăn nó rất là ngon. Ngon hơn so với một số hãng bay mà em biết. Cái này nó còn phụ thuộc theo khẩu vị của từng người, chứ chưa hẳn mình ngon là người khác sẽ ngon.
muỗng, đũa, nĩa sẽ được sát khuẩn và gối trong một cái khăn trắng rất là sạch sẽ. Những cái dụng cụ ăn uống ở trên khoang này tất cả đều bằng sành sứ, thủy tinh, inox. Nó giống như những cái nhà hàng cao cấp ở dưới mặt đất đó mọi người. Đây là một cái chai sát khuẩn lúc nào em cũng mang theo ở bên mình. Mặc dù là dịch Covid nó đã lắng xuống rồi, nhưng mà chúng ta cũng đừng nên chủ quan. Đi đâu cũng nhớ mang thêm một chai sát khuẩn như thế này, để vệ sinh sạch sẽ hết virus nó có thể bám trên tay của mình đó. Trong suốt 3 năm dịch, em đã rất là kỹ và cố giữ cho mình không bị nhiễm Covid-19 cho tới thời điểm bây giờ. Trong tương lai thì không biết, tuy nhiên mình giữ được lúc nào thì sẽ mừng được lúc đó. Xin mời tất cả mọi người dùng bữa nha. Sau khi ăn uống no say, hạ giường xuống, chuẩn bị ngủ thôi. Cái giường này nằm rất là thoải mái, và cái chỗ để chân nó cũng rất là rộng rãi nữa, chứ không có gò bó quá. Tại vì không gian ở trên máy bay nó cũng chật, mà được như vậy thì quá tuyệt vời rồi. Chúng ta không thể đòi hỏi giống như ở nhà được. Bây giờ thì tắt đèn cửa sổ và ngủ thôi. Sau khi mà ngủ một giấc thì lúc này cũng đã chiều rồi. Em vừa ngồi lên cái là cô tiếp viên cũng quan sát rất là kỹ nha. Thấy mình vừa ngồi lên cái cổ lại cô hỏi mình có cần dùng gì hay là uống gì không. Xong cái em nói dùng cái gì cũng được. Cái cổ rất là mau mắn nha. Cô nói dùng mì nha. Cái em nói ok. Em cũng ít ăn lắm mọi người. Tại ăn nhiều cũng mập thụ lù. Nên là khi cổ mang mì ra thì em chỉ ăn cái thôi. Còn cái nước thì không ăn. Bởi vì trong cái nước á, rất khó kiểm soát được cái năng lượng ở trong đó. Mặc dù mì thì nó cũng rất là mập, nhưng mà nó đỡ hơn. Lúc này thì máy bay bắt đầu hạ cánh xuống sân bay Narita của thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Tokyo là một thủ đô, trên thực tế nó là một trong 47 tỉnh thành lớn nhất của Nhật Bản, nằm ở phía đông đảo chính Honshu, vùng Kanto. Đây là một nơi đặt hoàng cung và các cơ quan đầu não chính phủ của Nhật Bản. Đây không chỉ là một đô thị riêng lẻ, Tokyo ngày nay còn đóng một cái vai trò là một cái trung tâm kinh tế lớn của Nhật Bản. Khu đô thị của nó có 13.452 km², tức là khoảng 5.194 dặm. Mà nó có đến 37.468 triệu cư dân, một con số rất là khủng khiếp. Để cho dễ hình dung, thì Hà Nội có hơn 8 triệu người, Sài Gòn thì có hơn 9 triệu người, mà ở đây có đến 37.468 triệu, một con số kinh khủng không? Nên là có thể gọi ở đây là một cái thành phố đông dân nhất trên thế giới, kể cả là Trung Quốc có dân số hơn 1 tỷ dân, ở Nhật thì có 100 mấy triệu thôi. Mặc dù là Trung Quốc có hơn 1 tỷ dân, nhưng mà cũng chưa có một cái thành phố nào của Trung Quốc mà có một cái lượng dân số đông như vậy. Cho nên cái khu vực này có thể nói là đông dân số nhất ở trên thế giới luôn.
Và khi mà mình nói đến Nhật Bản á, là chúng ta sẽ nghĩ đến một cái thương hiệu động đất. Nên là thỉnh thoảng mọi người sang Nhật chơi sẽ thấy động đất, thì người dân họ vẫn sinh hoạt một cách rất là bình thường. Hay thậm chí mọi người xem một cái video của ai đó ở Nhật, họ đang live stream, hoặc là họ đang quay video, khi mà động đất nhà cửa rung bần bật, họ vẫn ngồi ăn rất là bình thường, như là không có chuyện gì xảy ra. Còn mình thì rất là hốt hoảng, phải không? Đơn giản thôi, bởi vì hàng ngày nó đều là như vậy. Họ chứng kiến những cái cảnh tượng đó từ lúc nhỏ đến lớn, riết là nó thành quen rồi, nên đối với họ nó là một cái câu chuyện rất là bình thường. Lý do mà tại sao thường xuyên xảy ra động đất, bởi vì Tokyo nằm gần ranh giới của ba mảng nứt gãy. Ba mảng này á, nó nằm ở ngã ba ngoài khơi bờ biển của Nhật Bản. Đây là một cái địa điểm hẹn hò gặp nhau của tụi nó, gồm ba anh chị. Đó là một mảng Bắc Mỹ từ phía Bắc, một mảng là Thái Bình Dương ở phía Đông, và một mảng là biển của Philippines ở phía Nam. Thỉnh thoảng á, là nó tán vào nhau, gọi là chạm nhẹ nhau để nhớ nhau cả đời đó. Nhưng mà nó yêu nhau dữ lắm, nên là tụi nó cắn nhau đâu. Và nó rất là nhiều lần, gọi là thường xuyên đó, tụi nó rủ nhau để tỉ thí võ công với nhau. Vô tình nó tạo luôn cho Nhật Bản nói chung và Tokyo một kỳ tích về động đất. Ở thành phố đô thị mà nó lắc lư như là mình đang ở trên một chiếc thuyền vậy đó. Mỗi một năm có đến hàng trăm trận động đất. Trung bình cái cường độ của những trận động đất á, là khoảng từ 4 đến 6 độ Richter. Thi thoảng thì nó lên khoảng 8,3 độ Richter. Nhưng mà một khi nó lên 8,3 độ Richter thì nó cũng cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạng của con người. Rất là tang thương. Mặc dù là thiên nhiên có đối xử tệ bạc với Nhật Bản như thế nào đi chăng nữa, thì con người Nhật Bản họ vẫn bất khuất, kiên cường. Họ chống chọi lại với thiên nhiên. Và người Nhật Bản họ sản xuất và sáng tạo cái gì cũng hàng đầu của thế giới. Rất là đáng để cho chúng ta ngưỡng mộ. Thật sự là rất đáng để ngưỡng mộ. Và ở Nhật Bản nó có một cái dịch vụ mà cánh đàn ông rất là yêu thích, nhất là mấy anh độc thân chưa có gia đình. Rất thường xuyên mang vô toilet luyện công đại pháp. Cái dịch vụ mà cánh đàn ông thường hay sử dụng đó chính là GIV. Đừng nói là không biết nha. Nói đến đây thì mấy ông đừng có tắt video để đi luyện công nha. Coi hết video đi, rồi xíu nữa tắt rồi đi luyện công sau. Khi mà đến nơi thì nhân viên mặt đất nhanh chóng vận chuyển hàng hóa, hành lý sang một máy bay khác, để xíu nữa sẽ khởi hành luôn. Đây là một cái phòng chờ của hạng thương gia ở Narita, Nhật Bản. Vì đây là địa phận của Nhật Bản nên những cái món ăn ở đây nó mang đậm chất Nhật, bao gồm rất nhiều sushi, sashimi và nhiều món khác. Ở đây là sân bay quốc tế Narita, là một sân bay quốc tế tọa lạc tại Narita, Chiba, Nhật Bản. Nó nằm ở phía đông vùng đại của Tokyo. Sân bay này phục vụ phần lớn các chuyến bay vận chuyển hành khách đến và đi ở trong khu vực Nhật Bản, và cũng là điểm kết nối hàng không chính giữa châu Á và châu Mỹ. Đây là một cái sân bay tấp nập thứ hai của Nhật Bản, sân bay vận chuyển hàng hóa tấp nập đứng thứ ba của thế giới. Để mọi người dễ hình dung cái quy mô của nó, thì ở Mỹ có 20.000 cái sân bay, bên cạnh đó có rất nhiều cái sân bay quốc tế. Chưa kể là trên thế giới có 195 quốc gia được công nhận và một số quốc gia không được công nhận. Nhưng mà cái sân bay này là một cái sân bay vận chuyển hàng hóa đứng thứ ba của thế giới, cho nên nó rất là khủng khiếp và rất là lớn. Cũng dễ hiểu, bởi vì Tokyo nó là một cái thành phố rất là đông đúc, với cái lượng dân rất là khủng khiếp. Và Nhật Bản là có một cái ngành công nghiệp rất là phát triển, cho nên cái lượng hàng hóa sẽ đổ về đây rất là lớn. Vì vậy cho nên cái phòng chờ này, cái số lượng khách hàng nó rất là đông, đến nỗi mà có rất nhiều cô lao công để dọn dẹp mỗi khi mà khách ăn và đi ra. Tuy nhiên là cái lượng khách nó quá lớn, cho nên mọi người có thể thấy ở trên bàn rất nhiều chén dĩa chưa có thể dọn kịp. Vì là cái lượng khách quá là đông, cho nên cái phòng chờ này cũng sẽ rất là lớn. Và nó chia ra hai khu vực và hai cái sảnh ăn riêng biệt, tuy nhiên là chung một phòng. Đầu bên kia lúc nãy mà vừa quay xong, vừa quay phim cho mọi người xem xong đó, thì bây giờ mình sẽ di chuyển qua cái sảnh ăn thứ hai, cũng trong cái phòng này luôn. Bên này nó dành cho khách hàng ở khu vực ở bên này, khách hàng bên kia thì gấp đồ ăn bên kia cho nó gần, khách hàng ở bên này thì sẽ gấp đồ ăn bên này nó gần hơn. Và tất cả món ăn ở đây nó đều giống nhau hết, bởi vì nó cùng một bếp ra nên nó không có gì khác biệt.
Và ở Nhật Bản họ rất là kỹ. Từ khi mình ở trên máy bay, họ bắt mình khi nào ăn thì mới tháo ra, còn không mình đeo vào. Và khi mình xuống sân bay cũng vậy, khách hàng phải luôn luôn đeo khẩu trang. Khi nào ăn thì mới tháo ra thôi, và ăn xong phải đeo lại liền. Cái điều này thì nó rất là tốt, bởi vì nó bảo vệ cho nhau thôi. Ở trong cái phòng chờ này có hai cái khu vực vệ sinh riêng biệt. Một bên là khu vệ sinh và một bên là khu phòng tắm. Và cái khu vực này là cái khu vực phòng tắm. Ở phía trong sẽ có một cái cô lễ tân. Họ sẽ kiểm tra cái hạng vé của mình, rồi sau đó họ sẽ đưa thẻ cho mình. Mình vào trong mình tắm thôi. Em vừa tắm xong, còn dư đến 30 phút nên tranh thủ quay cho mọi người xem. Ở trong cái phòng tắm này họ để đầy đủ tất cả các dụng cụ tắm rửa. Và trong này cũng có bồn vệ sinh nữa. Và bồn vệ sinh ở khu vực này, hoặc là cái khu vực vệ sinh riêng biệt, tất cả các đồ vệ sinh đều sử dụng đồ điện hết. Phòng tắm thì nó cực kỳ sạch sẽ. Nói đến người Nhật là biết cái sự tỉ mỉ và cái sự kỹ càng của họ rồi. Rất là sạch. Và họ còn để tất cả các dụng cụ như khăn của mình trong những cái bịch ni lông và khăn mới, mình bóc ra mới sử dụng, chứ không để ở ngoài. Từ cái khu vực phòng chờ để đi ra cái cổng mà chiếc máy bay đang đậu, nó rất là xa. Vì cái sân bay này nó rất là lớn và rất rộng. Vào phòng chờ chủ yếu là quay cho mọi người xem thôi, chứ em có ăn uống gì đâu. Lúc này thì máy bay bắt đầu chuẩn bị cất cánh. Cô tiếp viên này mang cái bảng business qua một bên. Hết cái tớp khách này thì máy bay sẽ cất cánh. Bước qua khỏi cái cửa này là đến xe thang để đi vào bên trong. Khu vực xe thang này có hai lối đi riêng biệt. Một bên là dành cho hạng business, một bên là dành cho economy, hạng thường, hạng VIP. Lối đi này là nó dẫn lên trên khoang đầu, kế bên chỗ phi công luôn. Ngay cái chỗ có cái phòng vệ sinh của phi công, với lại cái khu mà tiếp viên hàng không họ chuẩn bị đồ ăn á. Phía trong này là ngay cái khu vực bàn chuẩn bị đồ ăn của tiếp viên hàng không. Đó, mấy cái kệ tủ chứa đồ ăn ở phía trước đó mọi người. Mấy cái tủ đó là mấy cái tủ đông, tủ lạnh rồi đó. Rồi mình rẽ phải xuống một cái là đến ngay khoang đầu. Vì nó là cái ghế đầu tiên, cho nên nó sẽ thừa hưởng cái không gian thừa trong thiết kế, cho nên nó sẽ rộng hơn so với những cái ghế khác. Ở đây thì nó cũng giống như mọi khi thôi. Phía trước thì có một cái bàn ăn, khi nào ăn thì kéo ra, còn không ăn thì đẩy vô thôi. Và cái khu vực này nó rất là rộng rãi. Mình phải dối tới thì mới đụng chân được. Nếu không thì không có đụng được. Nó rất là rộng, rất là dài. Và trên cái chuyến bay này thì họ chuẩn bị cho mình nước uống, dép, tai nghe. Và họ để sẵn cho mình rất nhiều cái loại dụng cụ để mình rửa mặt. Lotion rồi đó. Mấy cái mỹ phẩm đó mọi người. Mấy cái đồ mà họ đưa cho mình sử dụng toàn là đồ mới không ha. Họ bỏ trong bịch ni lông hết, rất là sạch sẽ. Và đây là cái chai sát khuẩn của em, lúc nào cũng mang theo bên mình. Mới đi có 1 chuyến thôi, chặng thứ 2 là hết rồi. Lúc đi là mua đầy đó, mới đi có 1 chặng là hết rồi. Hồi lúc mà em còn nhỏ đó mọi người, em thấy tiếp viên hàng không ăn mặc rất là đẹp, bảnh bao đầu, tóc tai vuốt keo các thứ giống diễn viên Hàn Quốc rồi, thấy đẹp nên thích lắm. Nên là lúc nhỏ mình nghĩ là lúc lớn lên là sẽ đi làm tiếp viên hàng không. Nhưng mà bây giờ lớn lên rồi á, mới thấy cái nghề tiếp viên hàng không nó rất là khổ. Bởi vì em ngồi ở trên cái khoang đầu tiên á, thì sẽ sử dụng cái buồng vệ sinh của phi công á, mà đi ngang qua cái khu vực chế biến thức ăn của tiếp viên hàng không á, thì mới thấy cô tiếp viên hàng không cũng ngồi chầm hẩm, rồi cổ bưng cái ly mì gói cổ ăn. Nhìn thấy thương dữ lắm. Hình như là thức ăn của khách họ không có được sử dụng hay sao á. Vừa lên máy bay thì tiếp viên hàng không họ sẽ hỏi mình uống nước gì để họ phục vụ luôn. Và cổ đưa cho mình một cái khăn giấy ướt, cái loại mà để sát khuẩn á. Hồi nãy review mọi người xem cái sản phẩm dưỡng da mỹ phẩm rồi nè. Cái này là máy bay họ để cho mình sử dụng. Tuy nhiên là em nghĩ cái này chắc ít người sử dụng lắm. Bởi vì thường họ sử dụng mỹ phẩm thì sử dụng cái loại quen của người ta, chứ người ta ít khi nào bôi mấy cái lạ lạ lên lắm. Nhiều khi nó không chịu cái nó dị ứng cái cũng khó ha. Cho nên là nãy bóc ra review cho mọi người xem đó, nhưng mà không có sử dụng.
cho nên là đóng lại luôn, để đó khi nào có thể họ sẽ để cho khách hàng khác sử dụng. Cái khu vực phòng tắm mà vừa nãy mình tắm đó mọi người, trong đó cũng có đầy đủ tất cả các loại mỹ phẩm này nè. Cũng có sữa rửa mặt, rồi kem dưỡng da, rồi lotion, rồi body, rồi mấy cái dầu gội thì đầy đủ hết luôn. Dầu gội, dầu xả, rồi sữa tắm, đâu đầy đủ hết trơn, không thiếu gì. Và đặc biệt là mấy cái khăn tắm á, họ để tới 3-4 loại lận. Mỗi một loại là mỗi một cái bịch khác nhau. Một cái loại lớn, một cái loại lau mình, rồi một cái loại lau mặt nữa. Nó rất là đầy đủ luôn. Mình vô mình tắm xong, mình bước ra cái là nhân viên lau công vô dọn dẹp liền. Rồi sau đó mới khách hàng tiếp theo sử dụng. Họ lau khô từ cái kính, từ cái tường luôn á. Rất là sạch sẽ. Trong trường hợp mà mình đến đó mà không có phòng tắm, với vì khách hàng sử dụng hết rồi á, thì họ đưa cho mình một cái số thứ tự, trong đó nó có cái chuông nữa. Cái chuông giống như ở bên Việt Nam mà mọi người đi uống cà phê ở Phúc Long hay Highland rồi đó. Thì khi nào có phòng tắm thì cái chuông nó sẽ báo, rồi mình vào mình tắm thôi. Em cũng không biết làm nếu mà mình sử dụng cái hạng vé khác thì vào trong đó có được hay không, thì cũng không biết tại chưa có thử. Bởi vì em chưa đi mấy cái hạng vé khác bao giờ. Tại vì đi xa thì mình đi cái hạng business đó, cho nó không có bị đau lưng. Còn đi gần thì đâu có ai tắm nữa làm cái gì đâu. Chỉ trường hợp mà bay nó quá dài á thì mới cần phải tắm. Nhưng mà ở sân bay Dubai là nó thu phí khoảng 100 đô một lần tắm. Nên là nếu mà ở đây mà có thể sử dụng chung được cho cái hạng vé khác, mà nếu mà có thể, nếu mà được á, thì tốn phí chắc khoảng 100 đô, tức là khoảng 2,4 triệu một lần tắm. Hiện tại bây giờ Nhật Bản bắt đầu đã tối và mưa rất là tầm tã, và máy bay sẽ cất cánh trong trời mưa luôn. Lúc này ở Nhật Bản là khoảng gần 7 giờ tối. Còn ở Việt Nam mình là gần 5 giờ chiều. Ngày 4 tháng 8 năm 2022. Và khi máy bay mà lên được độ cao ổn định á, thì lúc đó tiếp viên hàng không họ sẽ đi phục vụ. Và đây là menu. Trên menu này có những cái đầu bếp rất là nổi tiếng. Họ sẽ phục vụ cho cái hãng bay này. Những cái thức ăn mà mọi người ăn sẽ được những cái đầu bếp này pha chế. Trong thực đơn này nó có vô vàn món, rất là nhiều món luôn. Mọi người muốn ăn gì thì cứ gọi thôi, nó rất là nhiều. Cái này nó rất phù hợp cho những người có sở thích ăn uống đó. Còn em thì không thích ăn uống nhiều. Kể cả là lúc vô phòng chờ ở sân bay Tân Sơn Nhất và phòng chờ ở Narita, hai cái phòng chờ rồi, em cũng đâu có ăn gì đâu, chỉ có đi quay cho mọi người xem thôi à. Ở trong cái thực đơn này thì nó có rất nhiều set ăn. Em chọn đại set thôi, chứ có biết ăn gì đâu. Rồi họ mang cho mình cái này. Không biết là nó có nằm ở trong set hồi nãy hay không, hay là cái loại này để ăn khai vị. Cái bánh này được làm từ cá hồi, ăn rất là ngon.
thơm, bay mùi đậu phộng mè rồi đó, rất là thơm ngon. Em có gọi thêm một ly sữa, mời tất cả mọi người dùng bữa chung nha. Và cái set ăn này đã được mang lên. Set ăn này gồm có cơm nấm, trứng, dưa leo, tôm, gừng, cá hồi, lương, rong biển, củ cải vàng, bạch tuộc, củ cải đỏ, khoai sọ. Xin mời mọi người. Hồi nãy giờ ăn cái set kia là đã sắp mặt rồi, xong còn bưng lên cái set này nữa, không biết là có mang lộn hay không chứ sao mà cái set như dữ thần trời đất vậy, ăn sao hết nổi. Cái này vừa có cơm mà vừa có canh miso nữa, toàn là cái thứ mập không, đã vậy còn thịt heo nữa. Thôi, nhờ cổ mang xuống giùm, chứ ăn sao nổi. Sau khi mà ăn uống no say, bây giờ thì hạ giường xuống, tắt đèn và ngủ thôi. Việc ở trên máy bay là chỉ có ăn với ngủ thôi, chứ có làm gì giờ. Sau khi mà ngủ một giấc ly bì, giật mình dậy thì lúc này máy bay cũng đi được nửa đường rồi. Và hồi nãy ăn xong cái nằm ngủ liền á, ăn no cái lăn ra ngủ, thì dạ dày nó cảm thấy rất là khó chịu, nên là nhờ cô tiếp viên lấy cho một ít sữa chua cho nó hỗ trợ tiêu hóa cho nó nhanh. Vậy là cổ mang cho một đống luôn, một chén sữa bắp, một hộp sữa chua, hai ly sữa không đường, một chén granola, yến mạch ngũ cốc đó. Nhưng mà sao mang nhiều dữ vậy? Cái chiến lược là thà thừa chứ không để cho khách hàng bị thiếu hay sao? Đây là cái điện thoại, không có sim mà không có sóng luôn. Lúc mà ở Việt Nam có mạng thì nó đang sử dụng giờ của Việt Nam. Hiện tại thì Việt Nam đang là ngày 5 tháng 8. Nhưng mà bên ngoài trời mọi người có thể nhìn thấy, đây là một cái ánh nắng ban mai, sáng sớm của ngày 4 tháng 8. Hồi sáng mình ở sân bay Tân Sơn Nhất là ngày 4 tháng 8 và bắt đầu bay từ 7 giờ. Đến sân bay Nhật Bản thì là chiều. Tối thì bắt đầu từ sân bay Nhật Bản bay sang bên Mỹ. Và chỉ bay được có khoảng mấy tiếng đồng hồ thôi thì trời bắt đầu sáng. Và cái sáng này là cái sáng của ngày 4 tháng 8. Tức là ngày hôm nay chúng ta đã sử dụng 2 ngày 4 tháng 8. Hay là mình có thể nói đúng hơn là mình sử dụng cái ngày 4 tháng 8 nó lặp đi lặp lại 2 lần. Và có một cái điều rất là đặc biệt. Ngày hôm nay chúng ta sử dụng một cái đêm rất là ngắn, chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi. Và sử dụng một cái ngày nó rất là dài, dài lê thê luôn.
Bây giờ bay thêm vài tiếng nữa thì sẽ đáp xuống sân bay Seattle. Và khi đáp xuống sân bay Seattle thì nó khoảng 10 giờ hoặc 11 giờ sáng. Mọi người thấy thú vị không? Bây giờ bắt đầu máy bay đáp xuống sân bay Seattle. Lúc bay thì là buổi sáng ngày 4 tháng 8 và bay nguyên một ngày sang Nhật. Tiếp theo là bay hàng chục tiếng từ Nhật sang Mỹ. Nhưng khi đáp xuống sân bay của Mỹ thì vẫn là ngày 4 tháng 8, buổi sáng. Giống như mình đang ở trên một cỗ máy thời gian đó quay ngược về quá khứ vậy đó. Hôm nay mình tiết kiệm được một ngày trong cuộc đời của mình. Xài hết ngày hôm nay. Ngày mai mới là ngày 5 tháng 8. Ở phía dưới có hai cái sân bay lớn rồi mọi người. Từ nãy tới giờ mọi người chiêm ngưỡng một cái vẻ đẹp của thành phố Seattle. Rất nhiều nhà cao tầng. Và Seattle nó là một cái thành phố cảng. Đằng xa xa kia mọi người thấy rất nhiều container. Những chiếc tàu hàng nó sẽ chở hàng về đó và được phân phối đi khắp nơi. Ở Mỹ thì hệ thống giao thông nó rất là chằng chịch, rất là dày đặc luôn. Như vậy mà vẫn kẹt xe. Nhưng mà nó cũng giải quyết một phần cái vấn đề kẹt xe. Nếu mà hệ thống giao thông mà không có nhiều thì bảo đảm là nó sẽ kẹt như là Bangkok luôn. Hay thậm chí là kẹt xe giống như Sài Gòn của mình. Seattle là một cái thành phố cảng tọa lạc ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Thành phố này nằm ở phía Tây tiểu bang Washington. Và từ cái thành phố này sang Canada nó rất là gần. Đi chỉ một chút thôi là tới Canada rồi. Và Canada với Hoa Kỳ á, nó giống như là hai anh em ruột vậy đó. Cho nên nếu là công dân Mỹ có thể tự do đi qua Canada và Canada tự do về Mỹ. Giống như Việt Nam với Campuchia vậy đó mọi người. Ở Việt Nam chúng ta chỉ cần cầm một cái chứng minh nhân dân, có thể mang được ô tô hoặc là xe máy gì đó, chạy ngao du thiên hạ bên đó luôn, mà không có cần phải giấy tờ gì cả, rất là dễ dàng. Như là hai anh em ruột thịt thôi. Mọi người có thể nhìn ở phía dưới, nhà ở Mỹ nó rất là thưa, bởi vì ở Mỹ nó có diện tích rất là lớn, gọi là cực kỳ lớn luôn. Nếu mà mình hình dung thì ví dụ như nước Mỹ phải chia ra khoảng gần 30 lần thì mới bằng cái diện tích của Việt Nam mình. Hay nói cách khác là tổng diện tích của Việt Nam mình phải nhân thêm gần 30 lần nữa thì mới bằng tổng diện tích của nước Mỹ. Và ở trên nước Mỹ này có khoảng 4 cái tiểu bang là lớn hơn tổng diện tích của Việt Nam mình. Tức là mỗi một tiểu bang sẽ lớn hơn Việt Nam mình. Ví dụ như là Alaska thì nó lớn hơn khoảng 5 lần. Texas thì nó lớn hơn khoảng 2 lần. California thì nó lớn hơn khoảng gấp rưỡi. Và còn một tiểu bang nữa, Montana. Cho nên ở bên Mỹ thì nhà nó rất là thưa, bởi vì nó diện tích rất là rộng. Nếu mà mình so về dân số thì ở Mỹ hơn Việt Nam mình khoảng 3 lần, nhưng mà về diện tích thì lớn hơn khoảng gần 30 lần. Cho nên mỗi một người Mỹ sẽ ở một cái diện tích rất là rộng. Ở Mỹ, khi con cái mà 18 tuổi thì phải đi ra ngoài sống, chứ không sống cùng với bố mẹ nữa. Và khi mà con nít mà nó đủ 18 tuổi á, là nó có thể vừa đi học vừa đi làm. Nó có thể lo được cho cuộc đời của nó. Rồi khi mà nó không có tiền nó đi học á, thì chính phủ sẽ cho nó mượn tiền nó đi học. Rồi tới khi nó đi làm á, nó sẽ trả dần cho chính phủ. Còn nếu mà nó trả không nổi á, thì cho nó luôn chứ dần sao, sao đòi được. Và khi nó ra trường á, thì nó kiếm được việc làm ngay, bởi vì ở Mỹ rất cần việc làm. Và mua một căn nhà ở Mỹ nó rất là dễ dàng, chứ nó không khó. Nhiều khi mình nghĩ ở một số quốc gia, người ta làm cả đời chỉ mua được một cái căn nhà thôi. Chưa sử dụng được thì mình đã già rồi, mất rồi. Còn ở Mỹ thì nó khác ở cái chỗ là mình có thể sở hữu nhà ngay từ lúc mình còn trẻ. Và nếu như ai mà không có tiền á, thì có thể mua trả góp. Và cái lãi suất ở Mỹ nó rất là thấp. Có những cái thời điểm nó 2-3%. Và cái 2-3% đó nó vẫn giữ giá hoài, chứ không phải là vài năm sau nó lên mấy chục phần trăm đâu. Không có vậy. Nên là sở hữu nhà bên Mỹ nó rất là dễ dàng. Đến nơi rồi nè mọi người. Bây giờ sẽ đi vào bên trong. Còn hành lý sẽ được đưa từ ngoài sân bay vào bên trong bằng băng chuyền. Hành lý của khách hàng hãng business sẽ được dán một cái thẻ ưu tiên. Và hành lý này sẽ được đưa vào trước. Mình chưa đi đến nơi là hành lý đã đến nơi rồi. Hành lý của hãng business thì được mang theo 70 pound, tức là 32 kg. Còn hành lý của hãng phổ thông thì được mang theo 50 pound,
tức là 23kg mỗi kiện. Rồi, bây giờ em đi về nhà đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video sau. Một lần nữa, xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn.